Xin chào các bác đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com và em là Kiên Xe Đạp. Và trong video này em sẽ làm một cái video ngắn giới thiệu cho các bác một cái dòng touring của hãng Louis Gallo Canada. Đây là một cái dòng touring cũng khá là phổ biến tại Việt Nam, và thương hiệu Louis Gallo thì từ trước đến giờ cũng được rất nhiều các bác lựa chọn và tin tưởng. Thì đây là một cái dòng touring cũng khá là phổ biến mà mới về đến cửa hàng em trong thời gian gần đây. Và sau bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá nhanh cái chiếc xe đạp này. Và như các bác đang nhìn thấy, đây là trong khung hình của chúng ta, đây là chiếc xe đạp Louis Gallo Touring Nhật bãi hiện đang có mới về tại cửa hàng em. Dòng này là Touring Louis Gallo TR1. Về khung của chiếc xe này thì là được trang bị khung nhôm. Về phần sơn thì theo em đánh giá thì sơn cũng còn khá là đẹp, chỉ xước một vài chỗ thì cái này, những cái phần xước này thì xe bãi không thể nào mà tránh khỏi, rất khó tránh khỏi. Còn về cơ bản là nước sơn zin nguyên bản và còn khá là đẹp. Size của chiếc xe này là và khoảng size này là 46. Size 46 này phù hợp cho những người cao từ 1m60 cho 1m72. Tem xe. Đấy, rồi là đây, như các bác thấy là được thương hiệu của Louis Gallo, là thương hiệu của Canada. Cái này là hàng đặt. Về phần bộ chuyển động của chiếc xe thì đằng trước của chúng ta được cái trang bị một bộ đùi đĩa 3 tầng hiệu Shimano Antut, mà Antut này là em đính chính là Antut thời trước, tức là Antut đời thời đầu. Đi kèm với đó đằng sau của chúng ta là chúng ta có một cái bộ chuyển động cũng là Shimano Antut đời đầu và là 7 líp. Líp thả 7 tầng. Vành của chúng ta là vành 700C. Quả lốp ở trên xe này là quả lốp 700C khá là to, 700C nhân 38, nó hơi tối đấy. Quả này quả 700C nhân 38. Những cái xe touring thông thường của Nhật Bản thì được trang bị phanh V. Đằng trước của chúng ta thì có một cái logo nổi rất là thường hay thấy của những hãng xe đạp Louis, được trang bị giảm sóc và hãng GST. Hình trước cũng như vậy ạ. Vành 700C. Đũa của chiếc xe này là được sử dụng là đũa lốc Meyer nhôm ạ. Phanh V. Chúng ta đi lên đến phần tay cầm của chúng ta là được có một cái tay bằng
có tay bấm xả chuyển để chuyển níp 7 tốc độ bên tay trái và 3 đĩa bên tay xin lỗi ạ, 7 níp bên tay phải và 3 đĩa bên tay trái. Tổng thành ở chiếc xe ạ. Chiếc xe size 46 phù hợp với người cao từ 1m62 cho 1m72. Giá thành của chiếc xe nếu các bác quan tâm thì các bác hãy liên hệ với em qua Zalo số điện thoại 0975 709 943 để em tư vấn về giá bán và các cái chế độ quà tặng hay là miễn phí ship cho các bác mua hàng tại cửa hàng em. Vâng, và em đã đánh giá xong cái chiếc xe đạp Louis Gallo Nhật Bản. Và nếu các bạn nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao hoặc là các cái cách hướng dẫn sửa chữa thì các bác hãy ấn đăng ký kênh trên xe đạp trên YouTube, thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh và ấn like video để ủng hộ em làm những video tiếp theo. Còn ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, nếu các bác quan tâm thì hãy lên YouTube hoặc Facebook tìm là Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ khác. Vâng, và xin hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.